trước đợt tập trung của U22 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á 2018 và SEA Games 29, huấn luyện viên Hữu Thắng đã nhận tin dữ về lực lượng khi A Hoàng gặp chấn thương nặng. Theo đó, hậu vệ A Hoàng của Hoàng Anh Gia Lai đã gặp chấn thương trong những phút cuối trận đấu giữa xổ số Kiến Thiết Cần Thơ gặp Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 15 Toyota V-League 2017 hôm 28 tháng 6 vừa qua. Trong tình huống này, A Hoàng đã có tình huống va chạm khá mạnh với Văn Quân và không thể tiếp tục thi đấu. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy, hậu vệ trẻ của Hoàng Anh Gia Lai bị tổn thương sụn khớp lồi cầu bánh chè, phù xương lồi cầu ở đầu gối phải. Với chấn thương này, A Hoàng được xác định sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tháng và trở thành cái tên đầu tiên phải vắng mặt trong danh sách 28 tuyển thủ U22 Việt Nam được huấn luyện viên Hữu Thắng triệu tập để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2018. Đây là một tổn thất lớn về lực lượng của U22 Việt Nam và huấn luyện viên Hữu Thắng. Bởi thời gian qua, A Hoàng cho thấy vai trò quan trọng trong kế hoạch của vị chiến lược gia người xứ Nghệ. Nếu không có sự phục hồi thần kỳ, nhiều khả năng A Hoàng cũng không thể kịp bình phục để có thể cùng đội tuyển U22 Việt Nam bước vào hành trình chinh phục tấm huy chương vàng tại SEA Games 29. Nếu phải vắng mặt, đây là một thông tin không mấy vui vẻ với hậu vệ này, bởi đây là kỳ SEA Games cuối của anh. Theo những thông tin mới nhất, huấn luyện viên Hữu Thắng đã quyết định triệu tập hậu vệ Văn Kiên của Hà Nội FC để thay thế vị trí mà A Hoàng để lại. Đây là lần thứ hai Trần Văn Kiên được triệu tập lên U22 Việt Nam. Trước đó anh lần đầu tiên khoác áo đội tuyển sau khi được huấn luyện viên Hữu Thắng điền tên tập trung chuẩn bị cho trận U22 Việt Nam gặp U20 Argentina tại Mỹ Đình. Thậm chí Văn Kiên được huấn luyện viên Hữu Thắng tin tưởng sắp đá chính trong trận đấu nhiều ý nghĩa đó. Không chỉ tin buồn về A Hoàng, huấn luyện viên Hữu Thắng cùng lúc nhận tin không vui khi cầu thủ đa năng Trần Đình Khương cũng trở thành thương binh sau pha va chạm trong trận gặp Than Quảng Ninh. Kết quả chụp phim ở bệnh viện 115 Hà Nội cho thấy Khương bị rách bán phần dây chằng bên chày, ít dịch khớp gối. Hiện Khương đang chờ gặp bác sĩ đội tuyển để đánh giá chính xác mức độ tổn thương cũng như đề ra chương trình hồi phục hợp lý.